Hello everyone, chào các bạn học sinh thân mến. Chúng ta cùng nhau quay trở lại với chương trình tiếng Anh lớp 4. Hôm nay chúng ta tiếp tục giải sách vở luyện từ và câu bài số 3, Unit 3, What day is it today? What day is it today? What day is it today có nghĩa là hôm nay là thứ mấy? Hôm nay là thứ mấy? Trong bài này các bạn sẽ học thứ nha, thứ. Chúng ta có những từ sau: today, 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 hôm nay; Monday, 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 thứ hai; Tuesday, 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 thứ ba; Wednesday, 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 thứ tư; Thursday, 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 thứ năm; Friday, 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 thứ sáu; Saturday, 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 thứ bảy; Sunday, 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 chủ nhật; English, 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 tiếng Anh; go swimming, go swimming, go swimming, đi bơi; visit, visit, đi thăm viếng; at the weekend, at the weekend, at the weekend, vào cuối tuần. Rồi, chúng ta đọc lại một lượt: today, 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 Monday, Monday, Tuesday, Tuesday, Wednesday, Wednesday, Thursday, Thursday, Friday, Friday, Saturday, Saturday, Sunday, Sunday, English, English, go swimming, go swimming, visit, visit, at the weekend, at the weekend. Rồi chúng ta xuống phần thực hành. Write the missing letter, viết từ còn thiếu. Câu số 2 là Saturday, thiếu chữ A này. Chữ U này, chữ A này, thứ sáu Friday, chữ I này, chữ A này, Monday, chữ O này và chữ A này. Tiếp theo Thursday, chữ U này, chữ S này, chữ A này, Sunday, chữ U này, chữ G này, A này. Rồi chúng ta xuống bài dưới là cái bài mà đặt những cái từ này vô hai cột. Chúng ta có hai cột sau. Bây giờ có tất cả ở đây những cái từ này nhé, và đưa vào hai cột. Cột bên này là day of the weekend, ngày trong tuần, và cột bên này là activity, hoạt động, hành động. Bên này là hành động. Còn bên này là ngày, thứ đó. Bây giờ chúng ta có play football, đứng qua đây, Monday đứng qua đây. Chúng ta có go swimming là đi bơi, đứng qua đây. Go swimming, go swimming. Chúng ta có watch TV, watch TV. Tuesday, Tuesday. Rồi chúng ta có Wednesday, Wednesday. Chúng ta có play the piano. Rồi Thursday, listen to music, listen to music, listen to music. Chúng ta có Friday. Rồi chúng ta qua bài số 3, circle the odd one out, và quanh tròn từ khác loại, quanh tròn, quanh tròn từ khác loại nha các bạn, quanh tròn từ khác loại. Rồi câu số 1, chúng ta có từ Monday là thứ hai, Tuesday thứ ba, Saturday là thứ bảy, Tuesday, Thursday là ngày hôm nay, chúng ta còn là câu C. Câu số 2, chúng ta có từ science là khoa học, art là mỹ thuật, maths là môn toán, England là nước Anh nha, nước Anh khác, chúng ta còn là nước Anh. Câu số 3, English là tiếng Anh nè, tiếng Anh là Japanese, English còn là người Anh nữa, Japanese, người Nhật, tiếng Nhật, Vietnamese, người Việt Nam, tiếng Việt Nam, America là người Mỹ, America là nước Mỹ, chúng ta không là nước Mỹ. Later, write, the draw, break. Bây giờ, write là viết, là động từ chỉ hành động, the draw là động từ chỉ hành động luôn, là viết, break là đọc, later, chúng ta không là later. Số bài số 4, circle the best answer, khoanh tròn là đáp án đúng. Bây giờ này, câu số 1, thứ mấy thì sau thứ hai, thứ ba là Tuesday. Rồi, cái từ before là trước nha, cái thứ mấy là trước thứ sáu là thứ năm chúng ta có từ Thursday.
thứ bảy, chủ nhật nè, rồi đến thứ mấy, rồi tới thứ ba. Ở đây chắc chắn là Monday rồi, theo thứ tự. Wednesday, rồi tới thứ mấy, rồi Thursday, rồi tới Friday. Rồi, what activity is it? What activity is it? Là đây là hành động gì? Chúng ta điền từ còn thiếu vào. Giờ đi thăm ông bà, à, thăm ông bà này. Going to the zoo, going to the zoo, đi sở thú. Playing football, watching TV, watching TV. Rồi chúng ta có từ listen to music, listening. Chúng ta để thêm in vào nhé. Listening to music, going swimming, đi bơi. Swimming, going swimming là đi bơi. Rồi số bài dưới có hai mẫu câu các bạn cần phải học trong bài số 3, đó là mẫu câu hỏi thứ What day is it today? What day is it today là lesson 1, hôm nay là thứ mấy? Chúng ta sẽ trả lời là is cộng với thứ. Cái mẫu thứ hai khó hơn, đó là hỏi hành động của bạn. Hỏi hành động. Ví dụ như là what do you do on Mondays? What do you do on Monday? Bạn làm gì vào thứ hai? I go to school in the morning. I go swimming in the afternoon. Chẳng hạn. Đó. Nha. Chúng ta ví dụ một câu. What do you do on Monday? Mình thêm sờ vô. Có là các ngày thứ hai. Bạn làm gì vào các ngày thứ hai? I go to school in the morning. Có hai buổi, ghi hai buổi. I go swimming in the afternoon. Ok. Đó. Rồi chúng ta xuống bài dưới, bài số 1, Rick and Mark, đọc và nối. Đọc và nối. Một tuần thì có 7 ngày, câu 1 nối với câu D. A week has 7 days. Câu số 2 chúng ta nối với câu nào? Sunday là chủ nhật. Chủ nhật thì sao? Chủ nhật thì giữa thứ bảy. Chủ nhật là ngày yêu thích của tôi. Sunday is my favorite day. Câu số 3, what day is it today này? Tôi nhảy và hát trong suốt môn học âm nhạc. I sing and dance during my music lessons. I do not go to school on Saturday and Sunday. Tôi không có đi học vào thứ bảy chủ nhật. Vậy câu 2 nối với câu B, câu 3 nối với câu A, câu 4 C và câu 5 E. Số bài dưới chúng ta sẽ viết những cái chọn và viết như này. Sunday này chơi bóng đá, Monday là đi bơi, Tuesday đi sở thú, Wednesday học nhạc, Thursday học piano đó, Thursday là nghe nhạc, Friday là coi TV. Vậy chúng ta sẽ viết, chúng ta sẽ nhìn thứ nha. Ví dụ này, Nam làm gì vào thứ hai, vào Sunday? Bây giờ để ý cái từ Sunday này. Sunday này, để ý cái từ Sunday này. Làm gì? Sunday đâu? Sunday là chơi bóng đá. He plays football. Đó. Rồi chúng ta cùng viết. Câu số 2, anh ấy what does he do on Monday? Chúng ta coi Monday đi bơi, đi bơi là go swimming. Chúng ta sẽ viết như sau. He go, các bạn nhớ thêm er vô bởi vì chủ ngữ số ít. Swimming, he go swimming. Câu số 3, các bạn để ý cái Tuesday là đi sở thú. Đi sở thú là go to the zoo. Chúng ta sẽ viết là he go thêm er to the zoo. Go to the zoo. Rồi, câu số 4 là Wednesday là chơi đàn piano. He plays the piano. Thêm sở vô nha. Câu số 5 là Thursday là nghe nhạc. He listen to music. He listen thêm sở vô to music. Listen to music. Câu số 6, Friday xem TV. He xem là watch. Thêm watch nè. Thêm sở vô đọc là watch it. TV, he watch it TV. Rồi xuống bài dưới chúng ta sẽ hoàn thành đoạn hội thoại sau dựa vào những từ người ta cho. Love, good, today, have, is. What day is it today? What day is it today? Chúng ta thiếu từ is ở đây. Is Wednesday. We have a match today.
I love Matt. Here, Missy Wilson. Good morning. Good morning. Good morning, Miss Wilson. Here are your tests. Đây là bài kiểm tra của các em. Rồi hôm nay là thứ mấy? Hôm nay là thứ tư. Chúng ta có toán ngày hôm nay. Mình thích môn toán. Trật tự nào? Cô Miss Sanchia. Chào buổi sáng các em. Chào buổi sáng cô Wilson. Đây là bài kiểm tra của các em. Rồi bài số 4. Sắp xếp. What do you do on Friday night? I go to school in the morning. Chúng ta chỉ biết câu trên thôi. Câu tiếp theo là viết hoa đi câu. How about in the afternoon? Yeah. What do you do on Saturday? What do you do on Saturday? I visit my grandparents in the morning and in the afternoon. Còn buổi chiều thì sao? I play football. Rồi bài số 3 của chúng ta đến đây là hết rồi. Và hẹn gặp lại các bạn trong bài số 4. Goodbye. See you later.